Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự trưa chủ nhật ngày 27 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung chính sau. Tại Việt Nam, 24 giờ qua không có thêm ca mắc mới COVID-19. Sơn La quan tâm lãnh đạo thu hút đầu tư. Ngành y tế Sơn La nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia, tính đến 10 giờ sáng nay, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 33 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó gần 998 ca tử vong, điều trị khỏi 24.371.820 người. Hiện vẫn còn hơn 63.910 người, chiếm 1%, đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19, tiếp đến là Brazil và Ấn Độ. Tại Việt Nam, 24 giờ qua không có thêm ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, đã 25 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng. Cả nước hiện không còn bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 16.829 người. Dự báo công tác phòng chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mùa đông sắp đến, điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus phát triển, lây lan. Trong khi đó, hiện nay tại một số địa phương, tâm lý trong xã hội lại bắt đầu xuất hiện sự chủ quan lơ là sau hơn 3 tuần chúng ta không ghi nhận ca nhiễm mới. Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa bảo đảm phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế khuyến cáo các địa phương xây dựng các phương án tổ chức cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp với nhóm đối tượng nhập cảnh khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Cùng với đó, cộng đồng thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch trong tình hình mới. Tất cả các bệnh viện phải kiểm tra định kỳ việc thực hiện các công việc phòng chống dịch, báo cáo trực tuyến, cập nhật lên bản đồ chống dịch, đẩy mạnh hoạt động đăng ký khám bệnh qua mạng cho người dân để các cơ sở y tế có sự chuẩn bị trước, trừ những trường hợp cấp cứu, rà soát, xiết lại việc thực hiện phân luồng khám chữa bệnh trong bệnh viện, hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp xét nghiệm khi nghi nhiễm COVID-19 trong bệnh viện. Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Sơn La đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, từ đó đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 346 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư ban đầu là 22.185 tỷ đồng. Trong đó có 10 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 160,2 triệu đô la Mỹ. Nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, điện, may mặc của các nhà đầu tư lớn đến từ các nước như là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia. Ngoài ra, tỉnh còn mời gọi nhiều tập đoàn các nhà đầu tư trong nước đến khảo sát và thực hiện đầu tư. Hiện toàn tỉnh có một khu công nghiệp Mai Sơn và 4 cụm công nghiệp Mộc Châu, Quang Huy, Gia Phù, Mường La đi vào hoạt động, tương đối ổn định. Nổi bật là khu công nghiệp Mai Sơn đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 nhà đầu tư, trong đó có 8 doanh nghiệp trong nước và 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 826 tỷ đồng. Thời điểm này, tại các địa phương trong tỉnh, không khí thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đang diễn ra hết sức sôi nổi. Hòa chung trong bầu không khí ấy, tuổi trẻ Sơn La đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hướng về ngày hội lớn của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn đồng chí Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La đã tham gia trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Thời gian qua thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn Sơn La đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, lãnh đạo chỉ đạo đạt được nhiều kết quả. Vậy xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật mà tỉnh đoàn Sơn La đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và tuổi trẻ Sơn La thì đã có nhiều đổi mới về nội dung, phong phú hấp dẫn về hình thức và ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí của thanh niên, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh trên các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Và ngay từ sau Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tỉnh Sơn La lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai nhiệm vụ trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã có ghi dấu ấn với những công trình phần việc thiết thực
trong xây dựng nông thôn mới với những tiền đề quan trọng đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Để tránh tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị trong thế hệ trẻ hiện nay thì tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai những giải pháp như thế nào, thưa đồng chí? Xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, bao trùm mọi hoạt động và phong trào, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn chúng tôi cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về hình thức hiện đại để tiếp cận đến đông đảo đoàn viên thanh niên. Và chúng tôi cũng xác định cái điều cốt yếu là mọi hoạt động phong trào và phương cách giáo dục của đoàn thì cũng phải hướng đến mục tiêu đó là thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên để từ đó thu hút cũng như tập hợp tuyên truyền giáo dục có hiệu quả cho đoàn viên thanh niên. Để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, thì tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai những công trình, phần việc như thế nào? Xác định Đại hội Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc. Do đó là ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã xây dựng chương trình công tác năm gắn với chủ đề Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng. Và trong đó thì cũng tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh thi đua lập thành tích để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh. Và qua đó thì đã có rất nhiều những công trình, phần việc thiết thực đã được đẩy mạnh thực hiện với tinh thần hướng về đại hội. Và có thể nói rằng mỗi công trình, phần việc trên địa bàn của tỉnh trong thời gian vừa qua dù rất nhỏ nhưng cũng đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước thềm đại hội và tạo niềm tin trong đoàn viên thanh niên với Đảng. Và thế hệ trẻ chúng tôi cũng hy vọng bằng những công trình phần việc của mình sẽ góp phần tạo được những hiệu ứng tích cực trong xã hội và để đồng thời xứng đáng là độ dự bị tin cậy của Đảng. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần này thì tỉnh đoàn Sơn La sẽ triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng giao phó như thế nào, thưa đồng chí? Với những mục tiêu nhiệm vụ đặt ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 thì chúng tôi cũng xác định ngay sau đại hội thì chúng tôi sẽ tập trung quán triệt tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên về nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và đồng thời chúng tôi cũng sẽ tập trung tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền để cấp ủy chính quyền giao những nhiệm vụ cụ thể, những công trình phần việc cụ thể cho đoàn viên thanh niên sẽ thực hiện triển khai trong thời gian tới. Một lần nữa xin được cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi vừa rồi. Các phường Tô Hiệu, Trường Lề và Quyết Thắng đã tổ chức giao lưu văn nghệ thể thao chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, đội văn nghệ xung kích của các phường đã biểu diễn những tiết mục ca múa được các phường chuẩn bị chu đáo, công phu, có nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự đổi mới phát triển của đất nước và quê hương Sơn La. Ngay sau chương trình văn nghệ đã diễn ra thi đấu bóng chuyền hơi các vận động viên đến từ các tổ bản của các phường và thu hút đông đảo người dân đến xem cổ vũ nhiệt tình. Đây là hoạt động thiết thực tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 26 tháng 9, Tập đoàn Cá tầm Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cá tầm Việt Nam Sơn La đã tổ chức khai trương cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm cá tầm sạch Sơn La tại thành phố Sơn La. Được nuôi thử nghiệm từ năm 2013, sản phẩm cá tầm sạch được Tập đoàn Cá tầm Việt Nam liên kết với tỉnh Sơn La nuôi trên lòng hồ thủy điện Sơn La tại huyện Mường La với 253 lồng cá trên 2 hectare diện tích mặt nước. Đến nay đã có thương phẩm với sản lượng đạt trên 500 tấn cá trên năm. Sản phẩm được gắn mã truy xuất nguồn gốc. Khách hàng có thể quét mã sản phẩm qua các ứng dụng điện thoại. Cá thuộc giống cá tầm Nga Beluga được nuôi dưỡng tại các nguồn nước sạch trên lòng hồ thủy điện, tuân thủ chặt chẽ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, trung bình đạt từ 2 đến 15kg mỗi con. Trong thời gian tới, Tập đoàn Cá tầm Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Sơn La phát triển diện tích nuôi cá tầm tại các lòng hồ thủy điện, hỗ trợ người dân cung ứng giống cá và thức ăn cùng với kỹ thuật chăm sóc, hướng tới xây dựng thương hiệu cá tầm Sơn La vươn ra thị trường. Phát huy lợi thế về đất đai, lao động và nghề truyền thống gắn bó lâu đời với người dân, những năm gần đây, tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng nhốt chuồng, đảm bảo an toàn, mang lại hiệu quả và thu nhập ổn định cho người chăn nuôi. Được khuyến nông xã tuyên truyền hướng dẫn, gia đình ông Lò Văn Toan ở bản Thúm, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu đã trồng 1 hectare giống cỏ voi VA06 trên diện tích nương để chủ động được nguồn thức ăn cho gia súc.
và mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi bò nhốt chuồng vỗ béo. Qua thời gian nuôi, đàn bò phát triển nhanh hơn gấp nhiều lần so với chăn thả, với giá trị kinh tế cao đã giúp mang lại thu nhập cho gia đình. Năm nay là năm thứ 8 về chăn nuôi trâu bò. Trước kia thì cái giống vốn thì nó hạn hẹp, thì chăn nuôi nó mở rộng nó ít. Thế từ đó vốn thì cứ lấy ngắn nuôi dài, nhân dần. Thế dần thì nói chung là so với điều kiện kinh tế nó phát triển, mình quy đưa vào nuôi quy mô theo vốn nuôi ăn thẳng. Cỏ thì là theo ăn là ủ ướp và ăn theo tinh chất. Dư ra thì mỗi một con thì trừ lãi suất đi, trừ chi phí đi thì mới được 1-2 triệu. Thế tổng một năm thì gia đình thu nhập được một vài trăm triệu. Những năm gần đây, việc phát triển chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Mai Sơn cũng đang có những bước chuyển biến khá mạnh cả về số lượng và chất lượng, nhất là từ khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc. Nhiều hộ dân đầu tư vào chăn nuôi bò, trâu theo hướng tập trung, quy mô lớn, bước đầu cho thu nhập cao, ổn định và mở ra hướng làm giàu. Trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đình Duẩn, thôn 6, xã Trường Mung, huyện Mai Sơn là một trong những điển hình về phát triển chăn nuôi trâu bò vỗ béo và chăn nuôi sinh sản theo hướng hàng hóa. Gia đình tôi trước kia là chủ yếu là trồng ngô với trồng sắn, nhưng mà do lớt lai bây giờ là bạc màu, nhưng hiệu quả không cao, cho nên gia đình tôi hiện nay đã chuyển sang nuôi bò từ năm 2012 đến nay. Hiện tại thì gia đình tôi số lượng con bò thì nuôi 25 con, ước chừng nếu mà khoảng thu nhập bình quân là 15 đến 20 triệu lồng trên một tháng. Nếu như trước đây việc chăn nuôi trâu bò của nông dân hầu như mang tính tự phát, nhỏ lẻ, thì hiện nay nắm bắt được nhu cầu của thị trường, các địa phương đã chỉ đạo cán bộ thú y xã, khuyến nông xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể và ban quản lý các bản tuyên truyền hướng dẫn người dân xây dựng chuồng trại, chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc. Với tiềm năng lợi thế của xã, trong những năm gần đây xã xác định chăn nuôi đàn gia súc là kinh tế chủ lực, với hình thức trồng cỏ, nuôi bò, nhốt chuồng. Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông xã tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân và hướng dẫn cách chăn nuôi cho đúng kỹ thuật, cách phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay thì trong xã đã có nhiều hộ gia đình rất thành công trong việc thực hiện mô hình trồng cỏ, nuôi bò, nhốt chuồng. Nhiều hộ gia đình từ hộ nghèo đã trở thành hộ khá giả. Hiện toàn tỉnh có trên 1,2 triệu con gia súc, trong đó đàn trâu bò gần 500.000 con, đàn gia súc ngày càng phát triển về chất và lượng. Nhiều mô hình chăn nuôi quy mô hàng hóa được hình thành, sản xuất chăn nuôi cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh và xuất ra ngoài tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Sau đây là tin cảnh báo mưa dông trên phạm vi tỉnh Sơn La. Hiện nay trên ảnh radar xác định được vùng mây gây mưa, mưa rào và dông cho khu vực các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Phú Yên và Mộc Châu. Cảnh báo trong những giờ tiếp theo, những vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển gây mưa rào và dông cho các huyện kể trên, sau đó lan sang huyện Sốp Cộp, Thuận Châu, Vân Hồ và thành phố Sơn La. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện Phú Yên, Bắc Yên, Yên Châu, Mai Sơn, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La và Quỳnh Nhai. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Sốp Cộp và thành phố Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Hiện nay, nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Sơn La đang được nhiều doanh nghiệp và hộ dân lắp điện mặt trời áp mái để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo đó, các hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà của công trình thuộc danh mục dự án công trình do cơ quan Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy như khu công nghiệp, trường đại học, bảo tàng phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Còn với các công trình không thuộc danh mục, không phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy nhưng phải được hướng dẫn khuyến cáo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tuy không phải thực hiện thẩm định và duyệt thiết kế, song các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn phải tuyên truyền và khuyến cáo với các doanh nghiệp và người dân, đó là các tấm pin dạng phim mỏng
thường chứa nhiều thành phần có khả năng bắt cháy cao hơn so với tấm pin dạng tinh thể, do đó khuyến khích lựa chọn sử dụng tấm pin dạng tinh thể. Về bố trí thiết bị, các tấm pin lắp đặt trên mái phải được chia thành các nhóm, dãy với kích thước không quá 40 x 40m cho mỗi nhóm. Khoảng cách giữa hai nhóm không được nhỏ hơn 1,5m, không bố trí tấm pin trong phạm vi 3m xung quanh lối ra các mái qua các buồng thang bộ. Đặc biệt là không được lắp đặt tấm pin trên các mái làm bằng vật liệu cháy hoặc có vật liệu hoàn thiện là chất cháy. Trong những năm gần đây, năng lực cung ứng dịch vụ y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn được cải thiện đáng kể. Nhiều kỹ thuật cao tiên tiến được triển khai hiệu quả, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Hiện nay, hệ thống bệnh viện của tỉnh Sơn La gồm 8 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh, 11 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 1 phòng khám đa khoa khu vực với tổng số trên 3.700 giường bệnh. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, ngoài quan tâm tới công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa sâu như can thiệp tim mạch, phẫu thuật tim mạch, xạ trị trong u bướu, phẫu thuật LASIK trong nhãn khoa. Nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật thay khớp, phẫu thuật cột sống, thận nhân tạo, chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng như xét nghiệm sinh hóa miễn dịch, siêu âm, X-quang, kỹ thuật số, giúp người bệnh được khám chữa bệnh chất lượng cao tại tỉnh, hạn chế chuyển tuyến, giảm tải cho tuyến trung ương, hỗ trợ cho công tác điều trị. Ngành Y tế Sơn La đang tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là triển khai khám chữa bệnh từ xa qua sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của tuyến trên, giúp người dân được hưởng dịch vụ chất lượng cao của tuyến trung ương ngay tại cơ sở. Theo thông tư số 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về các hành vi mà học sinh không được làm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Một trong số đó là sử dụng điện thoại di động khi đang học tập trên lớp mà không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra quy định này để hỗ trợ trong trường hợp học sinh cần truy cứu, tìm những nguồn học liệu để hỗ trợ cho bài học khi được sự cho phép của giáo viên. Tại mục 4 điều 37 của thông tư này quy định rõ các hành vi học sinh không được làm như sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp như xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giáo viên, cán bộ nhân viên của nhà trường, người khác và học sinh khác, gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, an ninh trong nhà trường và nơi công cộng, sử dụng trao đổi sản phẩm văn hóa có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy, sử dụng điện thoại chơi trò chơi có hại và một số quy định khác, quy định học sinh không được vi phạm, những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật. Trước đây, giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông không được sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp, thì nay quy định này cũng đã bị bãi bỏ. Như vậy, từ ngày 1 tháng 11 năm 2020, học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông được dùng điện thoại trong giờ học để phục vụ học tập khi được giáo viên cho phép. Hiện nay, trong bối cảnh xã hội hướng đến chuyển đổi số, ngành giáo dục cũng đang hướng dẫn và khuyến khích giáo viên, học sinh sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Khi đã dạy học qua Internet thì phải có phương tiện cho học sinh truy cập vào các nguồn học liệu như máy tính, điện thoại di động và các công cụ khác để hỗ trợ việc dạy học của giáo viên và học sinh. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người. Hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh: Quỳnh Nhai 23-29 độ, Sơn La 22-29 độ, Mường La 24-31 độ, Mai Sơn 22-29 độ, Yên Châu 24-30 độ, Sông Mã 24-30 độ, Bắc Yên 23-26 độ, Phú Yên 23-29 độ, Mộc Châu 20-25 độ, Sóc Cộp 23-30 độ, Vân Hồ 20-25 độ, Thuận Châu 23-29 độ.